Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Dậu. Tử Vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuổi Dậu, mưu sự thuận lợi, thích hợp làm việc lớn. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi dậu âm lịch, vận trình của con giáp này hanh thông hơn hẳn nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh. Công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái khả quan. Mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn, là tháng thích hợp để làm việc lớn. Mặc dù có những áp lực và khó khăn không tránh khỏi, nhưng nhìn chung bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó. Qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao ở thời điểm này những chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên thách thức là không nhỏ đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể xét về đường tài lộc trong tháng có dịch mã động tinh mang tới nhiều cơ hội kinh doanh buôn bán bản mệnh có thể phải đi xa để lo việc làm ăn nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Có thể sẽ có đôi chút chúc chắc và trở ngại nhất định trong quá trình đó nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt. Chuyện tình cảm cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh, người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó các cặp đôi có đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình dễ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Sức khỏe của con giáp này có thể gặp một số vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo lo chỗ này chỗ kia. Chỉ cần chú ý tịnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát. Tử vi tuổi dậu tháng 10 năm 2020 âm lịch sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi dậu âm lịch, vận trình của con giáp này có chuyển biến tích cực nhất ở phương diện công việc, sự nghiệp. Cát khí lan tràn, bản mệnh làm gì cũng thấy hanh thông hơn hẳn. Nhờ có sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác khá dễ dàng, không cần phải hao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn đạt hiệu quả như mong đợi dù mọi thứ không phải trơn tru từ đầu tới cuối có những áp lực và khó khăn không tránh khỏi nhưng nhìn chung bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó tự thân tháo gỡ được vấn đề qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao ở thời điểm này những chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên thách thức là không nhỏ đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể có thể nói những chú gà đã dự tính được những bận rộn mà bản thân cần phải đối mặt và xử lý trong thời gian này vì thế mà bạn luôn cố gắng lãng phí năng lượng thời gian vào những việc không cần thiết thay vào đó là tập trung vào việc quan trọng của mình để không khiến dở dang mọi việc đây cũng là tháng tháng thích hợp để làm việc lớn vậy nên những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai các thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua nếu cần bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước với người làm ngành nghề tự do hoặc kinh doanh, buôn bán, tự mình làm chủ, công việc tiến hành thuận lợi, đạt kết quả khả quan. Có điều, vì dịch mã động tinh xuất hiện, thành quả mà bạn đạt được không hề dễ dàng, phải đổ bằng mồ hôi công sức mới có được. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi dậu âm lịch tài lộc. Xét về đường tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng 10 năm 2020 âm lịch này, bản mệnh chịu tác động mạnh mẽ từ dịch mã động tinh nên tài vận có khá nhiều biến động, rất may là đa phần đều theo chiều hướng tích cực. Lại thêm thiên tài chiếu mệnh, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình hơn. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích chữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ. Nhất là đối với những ai chăm chỉ tìm kiếm các cơ hội thì lúc này bắt đầu được hưởng lợi. Không những thế, có người may mắn được hỗ trợ, người có kinh nghiệm truyền cho họ bí quyết kiếm tiền. Việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Có thể sẽ có đôi chút chúc chắc và trở ngại nhất định trong quá trình đó nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt tuy nhiên con giáp này có thể phải đi xa chạy đôn đáo để lo việc làm ăn nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương nếu cơ hội đến hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao đấy theo phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào trung cung, vị trí trung tâm ngôi nhà hoặc căn phòng, gặp thất xích chủ về tranh chấp. Điều này có nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán có kẻ gây cản trở, tranh đoạt. Để hóa giải xui xẻo này cũng như thúc đẩy tài khí thêm phần vượng vận, người tuổi dậu nên dùng một số vật phẩm phong thủy có tác dụng hóa sát như con kỳ lân phong thủy đặt ở trung tâm phòng khách, bàn làm việc sẽ rất tốt cho vận tài lộc của bạn. Tử vi tuổi dậu tháng 10 năm 2020 âm lịch tình duyên. Phương diện tình cảm của tuổi dậu trong tháng đinh hợi cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, đã lập gia đình đều có thể đón nhận tui vui khi hỷ khí lan tràn. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó, nếu đã có sẵn đối tượng thầm mến, bạn có thể lựa cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm với đối phương. Mạnh mẽ lên, bạn sẽ sớm có được điều mình hằng mong ước. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, gia đình dễ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Nhưng nếu không dành nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ hơn, đôi bên dễ xa cách tuy nhiên tình cảm dù có bền vững đến đâu cũng sẽ nhạt phai và nguy cơ đổ vỡ nếu không được vun vén và quan tâm chăm sóc thường xuyên do đó dù công việc có bận rộn hay việc kiếm tiền đã chiếm hết thời gian của bạn thì cũng đừng quên sắp xếp hợp lý để dành ra thời gian bên cạnh những người mình thân yêu nhất nhé tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại còn tình cảm một khi đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đừng để đến lúc hạnh phúc trôi khỏi tay mới hối hận thì cũng đã muộn rồi Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi dậu âm lịch sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, sức khỏe của những chú gà trong tháng này nhìn trung bình ổn, không có nhiều biến động. Song điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan với cơ thể mình. Trong tháng, do công việc nhiều hơn lại thường xuyên phải đi xa, con giáp này, con giáp này có thể gặp một số vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo lo chỗ này chỗ kia biểu hiện rõ ràng nhất là bản mệnh lúc nào cũng thấy thiếu ngủ cơ thể mệt mỏi uể oải thiếu sức sống ăn uống kém ngon nằm ngủ thường xuyên giật mình tỉnh dậy và khó ngủ tiếp đừng quá lo lắng đó chỉ là những triệu chứng đơn thuần báo hiệu cơ thể bạn cần phải được nghỉ ngơi và nạp năng lượng cần thiết thôi do đó chỉ cần chú ý tịnh dưỡng cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ ăn uống tiết chế và khoa học phòng tránh bệnh cũ tái phát thì những cảm giác khó chịu đó sẽ nhanh chóng biến mất Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020. Tuổi Quý Dậu, Kim, 23 nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Tháng này không có biến chuyển nhưng mọi mưu sự đều thành công như ý. Muốn đầu tư việc mới nên thực hiện vì đang trong chiều hướng thuận lợi, về tiền bạc đến tay vui vẻ. Nữ mạng cẩn thận về tình cảm chớ để bị lợi dụng, trong giao tiếp đề phòng tiểu nhân, công việc đem đến tài lộc tránh đi xa, có tật bệnh nên sớm chữa trị kẻo hao tài. Tân Dậu, Mộc 35 Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch, tháng này tuy không có chuyển biến về công việc và tiền bạc nhưng có âm phù dương trợ nên được thuận lợi trong các mưu sự, gặt hái kết quả tốt đẹp về tiền bạc trong giao tiếp tình cảm vui vẻ. Nữ mạng trong gia đạo có tin, nhưng mưu sự chớ có manh động mà ân hận vì gặp hạn thái bạch chiếu mệnh, nên làm việc cũ sẽ thuận lợi, tiền bạc đến tay, cẩn thận bệnh tật về máu huyết. Kỳ dậu Thổ, 47 nam thổ tú, nữ vân hớn, tháng này về mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, công việc sẽ đem đến kết quả tốt đẹp về tiền bạc, nam mạng cứ mạnh dạn khởi sự dự tính mới, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có tin về tài lộc nhưng tháng này không nên đầu tư trong tiền bạc, chớ nên manh động tin người, cẩn thận vật có giá, còn tiểu nhân giòm ngó tranh phản. Đinh dậu, hỏa, M59 nam thái dương, nữ thổ tú. Mưu sự còn gặp khó khăn về tiền bạc, chưa nên thay đổi công việc dù thấy có cơ hội tốt, tình cảm gia đạo còn ưu phiền, cẩn thận với mọi giao dịch. Nữ mạng tháng này còn khắc kỵ đừng nên manh động thực hiện việc mới, cẩn thận chuyện tranh phản sẽ không có kết quả như ý. Tiền bạc bế tắc, tình cảm ưu phiền, ất dậu, thủy, 71 nam thái âm, nữ thái bạch tháng này không có chuyển biến về công việc và còn trong chiều hướng kém may mắn, về tiền bạc còn bế tắc. Nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi việc không như ý, không nên đi xa gặp tai ách. Tình cảm gia đạo yêu phiền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi việc còn chắc trở bế tắc trong mưu sự nên tính toán cẩn thận đừng vượt quá sức mà tán tài hao của. Tình cảm mang nhiều lo lắng yêu phiền. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu. một Đinh dậu, hỏa, nam la hầu, nữ kế đô khẩu quyết, mưu sự nhẹ nhàng, không cần phải hao tâm khổ tứ nhiều vẫn đạt kết quả như mong muốn. Quý nhân, ngọ, mão tiểu nhân, dậu, thìn màu sắc may mắn. Tím, hồng. Hai, kỳ dậu, thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, tê hợp để làm việc lớn, nên tận dụng thời cơ để tiến hành kế hoạch. Quý nhân, hợi, tỵ Tiểu nhân, mão, tuất, màu sắc may mắn. Vàng, hồng. Ba, tân dậu mộc nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, tài vận có nhiều biến động, đa phần đều theo chiều hướng tích cực. Quý nhân, thân, tuất tiểu nhân, tí, ngọ màu sắc may mắn, trắng, xám, bốn, quý dậu, kim, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, tình duyên êm đẹp, chú ý vun vén tình cảm gia đình. Quý nhân, tị, sửu tiểu nhân, mùi, tí màu sắc may mắn, đỏ, nâu, nam, ất dậu thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, cơ thể có dấu hiệu lao lực, chú ý tịnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ. Quý nhân, thìn, thân tiểu nhân. Tuất, tỵ màu sắc may mắn, đen, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.